Như này tốt hơn rồi đấy. Coi chừng, tớ đang bật đây. Nào xoay đi xoay đi. Thôi, có chuyện gì với cả Justin vậy? Nào, cùng lên bắt lấy. Nhảy thế nào? Ừ, đúng vậy đấy. Hoa cần nước để sống. Chúng ta có gì ở đây đây? Ừ, nào họ đang làm gì vậy? Thật không? Cần phải kiểm tra lá vách này. Nào, cẩn thận để không đánh thức Britney. Tuyệt lắm, cậu ấy thậm chí không biết gì cả. Và ai đang ngủ ở đây đây? Nào, quần tất của cậu ấy đâu nhở? Không, cái này không phải, cái này không phải. À, nó đây rồi. Nào, thử thôi. Ui, không biết tớ trông như nào nhở? Gì? Britney! Justin, cậu đang làm gì vậy? Cậu điên rồi sao? Life hack hay đấy. Thôi được rồi, chúng ta hãy thử nhá. Đi thôi. Nào, bây giờ đến lúc bắt đầu rồi. Hãy kiểm tra quần tất nhá. Đây là những gì chúng ta cần. Nào, Justin ném quả trứng vào đi. Bắt đầu thôi. Quay đi, quay đi. Nào, quay đi. Úp. Nào, cẩn thận cái đầu, cẩn thận cái đầu. Tốt lắm. Ôi, đầu tớ quay vòng vòng. Có lẽ là xong rồi sao? Thôi. Nào, để tớ lấy ra nhá. Như này này, và chúng ta cho thẳng vào trong nước để mà sôi nhá. Ôi, nào, chắc sắp được rồi nhở? Ừ, đến lúc phải bỏ ra rồi. Bây giờ mời cậu nhá. Trông cậu buồn cười thật đấy. Sao, sao, có gì ở đây, có gì vậy? Có vẻ như là chúng bình thường. Ồ, cắt ra cũng chẳng có cái gì cả. Ồ, Justin, life hack của cậu hoàn toàn vô nghĩa rồi. Nào nào, lấy đồ chơi đi cậu bé ngoan. Nào, ngoan thế. Cái gì vậy? Ôi, cần cho Britney xem ngay lập tức. Chờ tớ ở đây nhé cháu yêu. Này Britney, bỏ mắt ra khỏi tạp chí đi. Tớ nhìn thấy cái này này. Hóa ra nếu cho quả trứng vào trong giấm, nó sẽ biến thành một quả bóng cao su. Chúng ta đi kiểm tra nhé. Cậu không thấy thú vị sao? Nào nhưng lên. Đổ ra đi. Ok. Ê ôi, mùi kinh thế. Thôi được rồi. Nào, bây giờ đổ giấm ra bát nhá. Và bây giờ chúng ta cho trứng vào đó thôi. Ok. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ để thời gian nhá. Nào, ok, chúng ta chờ thôi nào. Chúng ta có thể làm gì nhỉ? Có lẽ chúng ta nhảy một tí nhá. Nào, bắt lấy này. Nào, quay thêm một chút nữa nhá. Ôi, tiếng gì vậy? À, trứng được rồi kìa. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta phải kiểm tra nhá. Wow. Ừ, cảm giác giống cao su. Nếu rơi thì sao? Wow, nó nhảy kìa. Ôi, Justin bắt lấy nó đi. Ê, chào con ra đây xem nào. Nhìn này, có đồ chơi cho em nhá. Bắt lấy này. À, cái này hay thật đấy. Ôi trời ơi, cái video gì mà muốn cười thế này. Cái gì? Không thể nào, Britney cần phải xem cái này ngay lập tức. Ê, cẩn thận. Justin, tất cả vì cậu đấy. Cái gì vậy? Cái này không thể. Hãy kiểm tra nhá. Nào, trứng của chúng ta đây rồi. Bây giờ tớ sẽ thử nhá. Chúng ta sẽ xây dựng một con đường từ khỏi chúng nhá. Đấy, như thế này này. Và bây giờ chúng ta đi bộ một chút nhá. Nào, phải cẩn thận nào. Trời ơi, không thể nào mà tin được. Được rồi sao? Ôi, thật là điên rồ. Tớ lại đi qua trứng mà không bị vỡ. Nếu mà làm bằng tay thì sao? Cẩn thận nhá. Ha, cái này hay thật đấy. Ôi, vẫn không bị sao này. Hay thật đấy. Trời ạ, nếu mà tớ nhảy một chút ở trên trứng thì sao nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi, hình như cái này là quá rồi. Justin, nhìn chiếc tất của tớ có sao không? Không tội đúng không? Ôi trời ạ. Nhưng mà thôi, cái life hack này dùng vẫn được. Ôi, chán thật đấy. Chờ một chút. Cái này là cái gì nữa đây? À, cái này là thật sao? Không. Trời ạ. Trời ạ, cái này cần phải kiểm tra gấp thôi. Tôi chắc chắn cần phải lặp lại. Ê, Britney, cậu đang làm gì đấy? Ê, đang
làm gì đây? Nhìn xem tớ có cái gì này. Đâu ơi, mùi gì kinh thế, cậu trộn cái gì vậy? Trời ơi, cậu có cái gì vậy? Ôi, thật không? Không thể nào. Nhưng mà tớ có ý tưởng ấy, bắt lấy trứng đi này. Ôi trời ạ, cậu tay chân chả biết phối hợp gì cả. Ê, dừng lại, từ từ đã. Thế còn áo choàng thì sao? Đừng quên các biện pháp phòng ngừa an toàn đấy nhá. Đập tay nào. Còn bây giờ thì chúng ta có thể hạ quả trứng xuống rồi. Làm tốt lắm. Bây giờ tớ sẽ cho thêm một ít cái này từ bản thân mình nhá. Eo ơi, mùi ghê thế không biết. Tớ chỉ cho một vài giọt thôi. Và bây giờ sẽ khuấy thật là đều lên. Wow, cái này thực sự là thành màu rồi sao? Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Ồ, nó phát sáng thực sự này. Cái này hay thật đấy. Nào, nào, nào. Cái gì? Thật không? Trời ơi, cái này tuyệt thế. Chúng ta cần phải thử ngay lập tức thôi. Xin chào em trứng. Cậu lại có cái gì vậy? Ôi, tớ biết là tớ, chúng ta cần là phải làm gì rồi. Nào, tớ sẽ xin cái này nhá. Và cái này nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đi đây. Tớ đây rồi. Ôi, hình như có một tí bữa tiệc rơi vào người tớ. Không sao, nhưng mà tớ có pháo lửa đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọc vào như thế này nhá. Và thử đốt lên xem nào. Ồ, có vẻ như là cháy thật này. Ôi, mùi gì thế này? Thế còn bên trong chúng ta có gì? Ồ, nó chín thực sự rồi sao? Wow, life hack thú vị thật đấy. Hãy tiếp tục phát huy nha Justin. Hay quá. Nào, chúng ta có gì ở đây đây? Cái gì? Trứng với cả diêm sao? Cái gì? Làm nào có thể làm được thế nhỏ? Cần phải kiểm tra ngay lập tức. Biết đi, tớ có một thử nghiệm mới này. Bắt đầu thôi. Thôi được rồi, hãy xem chúng ta có gì nào. Nước cam. Một cái hộp cơm. Bật lửa. Và hộp bút chì. Nào, lần đầu tiên cần phải uống hết cả cái chai này nữa. Tớ rất là thích nước cam. Ôi, nó ngon quá đi mất. Oh, wow. Ôi. Đấy, thế là xong rồi. Ôi, xin lỗi nhá. Nào, bây giờ có gì bên trong bút chì nhở? Nào, tớ có băng keo và nến. Ôi, xin lỗi nhá. Tớ bị bắn ra mất. Còn đây là trứng luộc cho bữa trưa. Sao? Bây giờ tớ sẽ chọc nến vào đó. Và đến lúc cho một ít lửa rồi. Piu piu. Ngọn lửa nào? Tuyệt lắm. Bây giờ tớ sẽ che nó bằng một cái chai nhá. Nhìn này, nó thực sự vào. Ôi không, hình như là nó quá rồi, bị vỡ ra rồi. Trời ạ, cái này không thành rồi. Man. Ồ, video thú vị thật đấy, tớ không thể nào mà đặt nó xuống được. Trời ạ, tại sao tớ lại phải dọn nhà chứ? Ê, cậu đang làm gì vậy? Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ lau mặt cho cậu bây giờ. Cậu thích không? Cậu có gì đấy? Wow, chúng ta hãy kiểm tra nhá. Đây là chảo yêu thích của tớ. Chờ một chút, tớ sẽ trở lại ngay bây giờ. Đây rồi, đây là tỏi. 1, 2, 3. Và chỉ còn lại một chiếc thôi. Bây giờ tớ sẽ xoa nó vào trong chảo như thế này nhá. Và đổ trứng ra. Ôi, cái này không giống video hay sao ấy. Cũng life hack bình thường thôi. Cái bài này lựa chọn. Justin, cậu lại muốn gì vậy? Tớ đang học bài mà. Oh wow, không thể nào mà nghĩ được. Sao, cậu sẵn sàng chưa? Wow, chính xác là những thứ gì chúng ta cần. Nơi chúng ta sẽ đặt quả trứng. Và cái ở trên này nữa nhá. Nào, bây giờ tớ cho hai quyển sách và cả quả tạ. Wow, hay thật đấy. Trời ạ, cái này nó chắc chắn hơn mình nghĩ đấy. Hay phết. Ôi, tạm biệt các con. Tạm biệt mẹ, bye bye, hẹn gặp lại. Nào, chúng ta cùng vui chơi thôi nhá. Chắc chắn rồi, đi thôi. Ê, cẩn thận. Nào, tớ đang lên đây rồi. Oh, bim bim. Wow, cả một gói dài như này sao? Wow.
tớ bắt được rồi. Nào, chúng ta chạy đi thôi, xem có gì bên trong nhá. Chờ gì đang chờ đợi chúng ta? Hãy mở nó ra. Wow, đó là kế hoạch. Ồ, nhìn này, mình có thể làm một quả trứng như thế này, hay thế. Tớ đã tìm thấy một đồng xu rồi. Ê, và tớ đã tìm thấy cái khuôn hình trứng rồi này. Nhìn đi, trời ơi, đồng xu của tớ. Ai, trời ạ. Ôi, không có gì, mọi thứ ổn. Ồ, đó là một thế giới kỳ diệu sao? Thật là thú vị. Quả cam. Wow, quả dưa hấu. Tớ gặp may mắn rồi. Đây là những gì tớ tìm được. Ôi, thú vị thật đấy. Nhưng dưới này không có gì cả. Cậu lấy nó từ đâu vậy? Chắc là ma thật thôi. Nào, bây giờ chúng ta cần mở cửa giấu ra. Kia. À, trời ơi, đau quá. Đau quá, phải làm gì bây giờ? Ôi, tớ nghĩ tớ tìm được đống xu rồi. Nhìn này, nó sẽ phù hợp với cậu đấy. Oh, trời ạ, à, đây là cách cậu có thể tìm giúp mình rồi. Tuyệt vời quá. Ôi, bây giờ nó sẽ phù hợp và chúng ta có thể mở nó ra. Wow, nhìn nó tuyệt vời chưa? Ôi, trời ạ, à, mình sẽ không cần cái này. Mình chỉ cần cái vỏ thôi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Ôi, mở cái này ra. Wow, bao nhiêu là sô-cô-la. Trời ơi, tuyệt vời quá. Ôi, nhưng mà cái này nặng thế. Ôi, nhưng không sao, mình có thể lấy như thế này này. Tuyệt vời. Ôi, ừ, đúng rồi. Trong thời gian đó, mình sẽ ăn sô-cô-la mà bạn ấy sẽ không biết đâu. Tuyệt vời quá. Ôi, ngon quá. Mình không thể nào mà dừng lại được. Đấy, mình có thể cho thêm vào. Tuyệt vời quá. Sô-cô-la này thơm thế. Trời ạ, nhưng mà sô-cô-la của mình đâu hết rồi. Ôi, sô-cô-la đâu hết rồi. Ồ, đấy đâu hết rồi nhở. Ôi, xin lỗi nhá. Cái gì? Trời ạ. Ừ, mình sẽ dùng cái này. Cái này sẽ tiện hơn rất là nhiều. Đó. Cái này mình có ý tưởng hay thật đấy. Bây giờ mình sẽ đảo ngược nó lại. Và mà có một đống sô-cô-la rồi. Tuyệt vời quá. Thôi được rồi, bây giờ mình cần một ít lửa. Ai, đau thế. Ôi, mình sẽ đặt nó dưới bát nhá. Wow, cả một túi sô-cô-la. Tuyệt vời quá. Ôi, mình may mắn thật đấy. Ừ, mình sẽ cho tất cả sô-cô-la bay. Đấy, và cho vào trong một cái hộp. Đó. Ôi, nước mơ của tớ. Và bây giờ mình sẽ bật nước lên. Thế là xong. Nước sôi đã sôi rồi. Bây giờ mình sẽ đổ hết tất cả vào. Đó, như thế này này. Bây giờ mình sẽ cho hết tất cả mọi thứ vào như thế này. Thế là nó đã đủ rồi đấy. Bây giờ thì sô-cô-la của mình nó đã tan chảy ra hết rồi. Tuyệt. Bây giờ mình cần thử. Wow, tuyệt quá. Trời ạ. Bây giờ mình sẽ đổ lên trên cái quả dưa hấu của mình. Và mình sẽ quệt nó ra như thế này này. Wow, dưa hấu với cả một lớp sô-cô-la tuyệt vời quá. Trời ạ, lâu thế. Thôi được rồi, mình sẽ làm như này cho nhanh. Đổ một phát vào như thế này. Thế là xong. Wow, nhìn ngon quá. Ngon thế. Đấy, nhìn xong rồi này, Suzy nhìn đây. Oh, wow, thế là có hai bát rồi đấy. Nhưng mà mình sẽ phải làm như thế nào nhở? À, đúng rồi, mình nghĩ ra rồi. Mình sẽ lấy cái này mà mẹ không cho dùng. Đấy, đấy, thế này sẽ chảy nhau nhanh hơn nhiều. Wow, đấy là tuyệt vời. Bây giờ sẽ có bao nhiêu là sô-cô-la tan chảy. Đó, bây giờ mình sẽ đổ thẳng vào trong khuôn và sẽ ngoáy nó lên như thế này này. Đến khi nào mà nó đủ rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào trong... cái này lạnh thế. Ôi, chúng ta sẽ phải chờ một chút và chúng ta sẽ lấy được. Wow, tuyệt vời quá. Wow, nhìn này. Ô, cái này hay thật đấy, vui thế. Tuyệt quá. Ồ, đẹp thật đấy.
À, tớ sẽ lật cái miếng này ra. Và chúng ta sẽ cần kết hợp hai hình thức này. Nhưng mà làm như nào nhỉ? Tớ sẽ liếm quả trứng này. Và bây giờ đặt mặt thứ hai lên như thế này được không? Tớ nghĩ là sẽ được rất là tuyệt vời. Nó sẽ giống như một cái Kinder rất là to. Đó, và sau đó mình sẽ làm một cái lỗ ở trong này nhá, để tớ có thể cho mọi thứ vào trong. Tuyệt lắm. Hi, bây giờ mình sẽ lấy một túi M&M. Ngon quá, không thể nào mà tin được. Và bây giờ tớ sẽ sắp xếp nó theo màu sắc. Đấy, như thế này này. Mình sẽ tạo ra nhiều hơn. Và bây giờ mình sẽ đổ thẳng vào trong trứng như thế này này. Nào, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây và xanh nước biển nữa. Và sau đó mình sẽ đóng nó lại như thế này. Và mình sẽ làm bóng nó. Đó. Wow, nhìn nó sáng bóng chưa này. Wow, trời ơi. Ồ, tuyệt quá. Yeah, mình biết mình phải làm gì rồi. Mình sẽ lấy Nutella. Tạm biệt cái nắp nhá. Ngon lắm sao. Bây giờ mình sẽ trải các mặt quả trứng ra để gắn nửa còn lại vào trong. Như thế này này. Tớ rất là thích nó. Ồ, bây giờ mình sẽ không cần cái này nữa. Và mình sẽ đặt phần thứ hai lên trên như thế này nhá. Cẩn thận, cẩn thận. Đảm bảo mọi thứ khớp với nhau. Và bây giờ mình sẽ giữ lấy quả trứng nhá. Mình sẽ có một công cụ siêu đặc biệt và tạo một cái lỗ một cách chuyên nghiệp. Wow, quá tuyệt vời. Nó vừa phải. Đấy, bây giờ mình sẽ cho ngón tay vào như thế này và cho vòi vào như thế này nhá. Và mình sẽ cần cho siro sô-cô-la vào trong, sau đó đóng vào. Và cần phải bọc cái này vào như thế này. Wow, đẹp chưa? Đấy, thế là bây giờ mình có giống Kinder rồi. Wow, cậu tuyệt lắm lắm. Ừ, cậu cũng làm rất tuyệt. Ôi, nhìn đây này. Bây giờ tớ sẽ ăn sô-cô-la từ cái của tớ. Ngon quá đi mất. Trời ơi, ngon thế. Trời ạ, cái của tớ thì cần phải đập ra. Wow, vui quá trời ạ. Wow. Tớ đầy sô-cô-la này. M&M đủ các kiểu ngay trong miệng của tớ. Vui quá trời ạ. Còn của tớ thì có thể uống sô-cô-la như thế này. Quá tuyệt vời. Trời ơi, vui lắm sao. Wow. Ôi, các con sao vậy? Ôi, xin lỗi nha mẹ. Ôi, không sao. Bọn con sẽ dọn dẹp. Nhưng mà nó rất là vui ý. Sô-cô-la nhiều lắm. Nhưng mà vui thật đấy. Hay thật. Ôi, không sao. Các con có thể làm được hết. Ôi, các con đáng yêu quá. Các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tớ nhé. Và sẽ còn rất nhiều video khác thú vị hơn và vui vẻ hơn. Đừng có quên chúng tớ. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.